Sao giờ này anh vẫn còn đứng đây? Em chạy được 5 vòng rồi đấy. Em xem vết thương nào. Còn đau không? Không. Mà đau chỗ khác. Sao thế? Sao? Lúc nãy anh lên phòng đọc, tìm tài liệu. Vô tình thấy bức tranh này rơi ra từ chồng sách của em. Thế là tự nhiên anh đau. Anh làm sao thế nhỉ? Sao con ghét lên thế nào? Đen cho em là ngày xưa chồng em lại trực tiếp thấy em cứ đeo bám người ta như sao mà. Bây giờ mà bảo không muốn đố kỵ cũng hơi khó à. Em có một cách này cho anh ấy. Em sẽ cho anh một cơ hội. Anh có thể kể tất tần tật về mối tình đầu của anh. Về cái mối tình mà anh bảo là trải qua bao khó khăn gian khổ, xong rồi chia tay nhau ấy. Rồi em sẽ ghen ngược lại là Hòa. Chắc chắn. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại khóc không kìm được nước mắt đấy chứ. Ghê gớm vậy cơ á. Biết đâu đấy. Đi tắm đấy. Bực mình rồi đấy. Sao anh không tránh ra, còn lao vào làm gì? Lệch một tí mà vào mắt thì có phải là nguy hiểm không? Chứ không phải nhờ ơn của em à? Nói thật, mà lúc đó có chết ngay thì anh cũng lao vào ăn một cái bát mà khiến cho bố con cô ta tin tưởng. Thì tội gì mà không làm? Em sẽ rút kinh nghiệm được chưa? Anh uống thuốc đi này. Nhưng mà không, Hà thì có thể, nhưng còn lão già thì chưa chắc. Nên là từ giờ mọi sai số biến số phải hạn chế hết mức có thể. Nếu không có việc gì thì em đừng liên hệ với mẹ con cô ta. Em biết rồi. Để em xem vết thương của anh nào. Thôi, sáng nay cô ta mới thay. Không sao đâu. Khổ thân anh. Anh này. Em có chuyện muốn nói với anh. Bé Gôn hỏi em là nó có bà nội không? Anh có định nói chuyện với mẹ không? Để anh coi sao. Tình hình hiện tại hơi rối. Mẹ thì nhạy cảm. Lỡ ôm lên lại hỏng hết kế hoạch. Sao vậy? Sợ mẹ không quan tâm đến em à? Em có bảo bối là Gôn rồi còn gì? Yên tâm, mọi việc sẽ ổn thôi. Anh phải đi. Con chào mẹ ạ.
Thưa mẹ, đây là An Nhiên, còn đây là Gôn, cháu nội của mẹ. Cháu chào bác ạ. Gọi là mẹ đi. Con chào mẹ ạ. Cứ gọi bác thôi. Chào bà nội đi con. Con chào bà nội. Mẹ ơi, vui quá. Từ bây giờ con cũng có bà như các bạn rồi. Ừ. Nào, lại với bà đi. Bà nội ơi, con ôm bà có được không ạ? Mẹ, đây mới là gia đình thực sự của con ạ.